Trở lại với bản tin ngày thứ hai hôm nay của Hồng Việt TV, sau đây là tin Việt Nam. Việt Nam bị nói vi phạm lễ tân ngoại giao vì phát tán video bữa ăn tối tại Tòa Bạch Ốc. Các cựu quan chức ngoại giao cao cấp và các cựu quan chức đặc trách lễ tân thuộc ba thời tổng thống khác nhau của Mỹ nói rằng những đoạn video quay cảnh Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính trò chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại bàn ăn tối ở Tòa Bạch Ốc hồi tháng 5 vi phạm lễ tân ngoại giao và phép lịch sự thông thường. Vụ việc này đánh dấu thêm một sơ suất ngoại giao gây kinh ngạc nữa trong chuyến thăm được xem là quan trọng của ông Chính tại Mỹ, nơi ông cùng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN tại thủ đô Washington. Một vụ việc khác được truyền thông tiếng Việt ở Hoa Kỳ loan tin vào thời điểm đó liên quan tới một video mà trong đó ông Chính cùng các quan chức cao cấp khác của Việt Nam được nghe thấy tán gẫu thân mật và bình phẩm về các quan chức cao cấp của Mỹ, không hay biết lời lẽ của họ đang được truyền phát trực tiếp. Những đoạn video quay trong phòng quốc yến của Tòa Bạch Ốc được đưa vào các bản tin thời sự của các đài quốc doanh hàng đầu Việt Nam khi họ tường trình về sự kiện các nhà lãnh đạo ASEAN dự bữa ăn tối do Tổng thống Biden chiêu đãi vào ngày 12 tháng 5. Chúng cũng được phát tán trên website và mạng xã hội của các cơ quan này và được các hãng thông tấn khác trong nước đăng lại. Góc quay tập trung vào ông Biden và ông Chính trò chuyện tại bàn ăn và có lúc bật cười vui vẻ, chứng tỏ mối giao hảo nồng ấm giữa lãnh đạo hai nước từng là kẻ thù thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng lọt vào khung hình cũng là những khoảnh khắc riêng tư của các nhà lãnh đạo khác trong khối ASEAN đang ăn uống, điều mà vốn dĩ giới truyền thông không được cho phép ghi hình. Công bố và phát tán các đoạn video quay ở nơi riêng tư, Việt Nam dường như đã không tuân thủ những chỉ dẫn hoặc quy định đã phổ biến trước đó cho tất cả các phái đoàn ASEAN tham dự buổi chiêu đãi. VinFast mở showroom đầu tiên tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các trang tin về xe hơi của Hoa Kỳ loan tin là công ty xe điện VinFast của tỷ phú người Việt Phạm Nhật Vượng sẽ mở showroom đầu tiên của mình trong tuần này ở tiểu bang California. Theo Odo News, VinFast đã lựa chọn các địa điểm tại Santa Monica, San Diego, San Mateo, Corte Madera, Commerce và Berkeley cho 6 cửa hàng đầu tiên của mình. Công ty dự kiến sẽ có 30 cửa hàng như thế tại tiểu bang California cho đến cuối năm 2022. Các sản phẩm trong 18 tháng đầu tiên của VinFast được bán ở Hoa Kỳ sẽ nhập từ châu Á, nhưng sau đó công ty sẽ sản xuất hoàn toàn tại Mỹ. Hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Joe Biden và Thống đốc tiểu bang North Carolina Roy Cooper thông báo VinFast đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xe điện và pin ở North Carolina trị giá 4 tỷ đô la và tạo ra hơn 7.000 việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất vào khoảng giữa năm 2024. Hai mẫu xe mà VinFast giới thiệu ở Mỹ là VF9 và VF8 có giá bán khởi điểm là 55.500 đô la và 40.700 đô la. Bộ Quốc phòng thanh tra việc chuyển giao đất tại phi trường Nha Trang cũ. Ngày 11 tháng 7, đại diện cho trường sĩ quan không quân đóng tại Nha Trang cho biết, Đại tá Nguyễn Văn Lập, Phó Hiệu trưởng vừa có văn bản gửi cho chính quyền tỉnh Khánh Hòa và thành phố Nha Trang về việc thanh tra công tác quản lý sử dụng đất tại phi trường Nha Trang cũ. Việc thanh tra căn cứ quyết định của thanh tra Bộ Quốc phòng về việc lập đoàn thanh tra công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng sử dụng mục đích kinh tế và việc sắp xếp chuyển giao 216.200 m2 đất quốc phòng tại phi trường Nha Trang cũ, trường sĩ quan không quân cho địa phương phát triển kinh tế xã hội. Trong văn bản gửi đi, trường sĩ quan không quân đề nghị tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các sở ngành liên quan, thành phố Nha Trang chuẩn bị các tài liệu liên quan để phối hợp giải quyết việc chiếm giữ đất quốc phòng của công ty Tân Thành và công ty Nam Khánh. Liên quan đến khu đất phi trường Nha Trang cũ, rộng hơn 200 hectare, vào tháng 6 năm 2021, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách pháp luật liên quan đến các dự án BT, tức là xây dựng chuyển giao, sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực phi trường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Kết luận nêu chi tiết đến 6 dự án BT có chủ trương sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực phi trường Nha Trang vừa được Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra. Thanh tra Chính phủ phát hiện việc tỉnh Khánh Hòa giao đất cho thuê đất là vi phạm quy định của luật đất đai, không phù hợp với chủ trương sử dụng quỹ đất tại phi trường Nha Trang để hoàn vốn cho các dự án BT. Hiện tại, Công an tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc điều tra xác minh có dấu hiệu tội phạm hay không liên quan đến sai phạm trong việc giao đất tại một số khu vực đất ở phi trường Nha Trang. Quảng Ngãi muốn thu hồi 9 dự án của tập đoàn FLC. Thưa quý vị, sau hơn 3 năm, 9 dự án với tổng số vốn gần 18.000 tỷ đồng của tập đoàn FLC vẫn chưa thực hiện nên Quảng Ngãi muốn chấm dứt dự án. Ngày 10 tháng 7, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho biết đang làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế liên quan xem xét thu hồi đất, chấm dứt dự án của công ty cổ phần tập đoàn FLC và 6 công ty đối tác đầu tư ở khu kinh tế Dung Quốc. Trước đó, giai đoạn 2018 đến 2019, trên cơ sở đề xuất của FLC và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Quản lý đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 9 dự án của FLC và các công ty đối tác, gồm 4 dự án khu đô thị và 5 dự án khu du lịch sinh thái, với tổng số vốn ghi danh gần 18.000 tỷ đồng trên diện tích gần 250 hectare. Trong đó, 4 dự án khu đô thị có tổng số vốn gần 9.200 tỷ đồng với diện tích hơn 165 hectare, gồm Vạn Tường 1, Vạn Tường 4, Vạn Tường 7 và Vạn Tường 8. Đến nay, 2 dự án khu đô thị Vạn Tường 1 và Vạn Tường 8 chưa được triển khai thủ tục đầu tư do vướng quy hoạch đất quốc phòng. 2 dự án còn lại đã chi trả hơn 60 tỷ đồng giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai xây dựng. 5 dự án khu du lịch sinh thái tổng số vốn đăng ký hơn 8.900 tỷ đồng với diện tích gần 82 hectare. Nhưng đến nay, các bên liên quan mới chi trả bồi thường chưa đến 700 triệu đồng. Riêng dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quảng Ngãi chưa triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra, Ban Quản lý cho biết có 2 trong 6 công ty đối tác của tập đoàn FLC đầu tư các dự án nói trên đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan chức năng cũng đã thông báo cho các nhà đầu tư về việc giấy phép xây dựng cấp cho dự án trên hết hiệu lực. Vừa qua, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và một số lãnh đạo của tập đoàn bị bắt do cáo buộc thao túng chứng khoán. 9 người sẽ bị xét xử vì đưa tin thất thiệt về Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Thưa quý vị, liên quan đến thông tin về việc ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup bị cấm xuất cảnh, Bộ Công an Việt Nam cho biết đang xử lý theo quy định pháp luật với 9 cá nhân tại 7 địa phương với cáo buộc đưa tin thất thiệt. Chiều ngày 11 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Công an cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc. Bộ Công an cũng chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đề nghị xử lý Tô Vĩ Hoàng, 38 tuổi, trú ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, với cáo buộc có hành vi đưa tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Việc làm của Tô Vĩ Hoàng bị đánh giá đã ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Trong sáng cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Công an đề nghị người dân không tin, không lan truyền trước việc một số tài khoản mạng xã hội đưa tin không chính xác về một người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Thưa quý vị, tin Việt Nam tiếp theo sau đây cho hay hàng loạt ca COVID-19 áp xe hoại tử sọ mặt. Sáng ngày 11 tháng 7, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Sài Gòn công bố tiếp nhận hàng loạt trường hợp bị bệnh cốt tủy viêm xương sọ mặt, áp xe, xoang trong thời gian mắc COVID-19. Một điểm chung ở các bệnh nhân này là đều có các triệu chứng bắt đầu đau dữ dội trong thời gian bị COVID-19, kéo dài cho đến hiện nay mà không hề có các triệu chứng hay ghi nhận tiền căn viêm xoang, viêm tai hay đau răng trước đó. Bác sĩ Trần Anh Bích, Phó khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết,
Từ tháng 5 năm 2021 cho đến tháng 5 năm 2022, bệnh viện đã tiếp nhận 11 trường hợp bị cốt tủy viêm xương sọ mặt, có biến chứng viêm cắt xoang, áp xe xương thái dương hay áp xe ngoài màng cứng, vùng trán do nấm hoặc vi trùng. Trong số 11 trường hợp được phát hiện, có 2 ca đã tử vong, 3 trường hợp được phẫu thuật loại bỏ xương đã bị hoại tử. Một số trường hợp khác được điều trị nội khoa hoặc bệnh nhân từ chối điều trị. 3 trường hợp đã phẫu thuật ghi nhận dưới vùng xương bị hoại tử, có nhiều ổ nhiễm trùng, tạo mủ. Nếu không phẫu thuật sẽ tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng. Các bác sĩ đã phẫu thuật loại bỏ xương hoại tử, điều trị thuốc kháng sinh, kháng nấm. Theo bác sĩ Trần Minh Trường là Phó Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, đây là căn bệnh chưa có tiền lệ. Không dám khẳng định 100% bệnh lý trên là do COVID-19. Tuy nhiên, hơn một năm qua, trên thế giới đã có khoảng 80 bài báo cáo liên quan tại Ấn Độ, Hoa Lục, các nước Á Châu, Âu Châu được cho là có liên quan đến thể Delta. Kính thưa quý khán giả, phần tin vừa rồi cũng kết thúc cho bản tin chiều thứ hai hôm nay của Hồng Việt TV. Quỳnh Anh xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý khán giả luôn an lành. Và Quỳnh Anh xin được kính hẹn lại vào bản tin kỳ tới. Xin trân trọng kính chào quý vị.